nhận cái gì mà nhận. Bắt đầu thi. Thi chuẩn rồi nhá. Quay cái giấy tài liệu cho anh em. Bài các bài số 3 ta xin nhan rồi nhá. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Đấy chưa, trừ điểm. Nghe bên kia không? À. Nhưng mình đến rồi. Ừ, bình lắm gì. Bình vẫn nguyên này. Càng nắn nót càng tốt cho em. Bài này cứ bài để nó lên, nó lên bài từ từ. Bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Bài thứ ba này mọi người căn vai bằng cột stop nhá. Nó tùy từng người đấy, vị trí từng người mọi người tự căn. Như đây này thì nó bằng khoảng 1/3 cuối cùng của cái cánh cửa. Đấy, nhả côn ra rung giật, bỏ phanh ra đạp vào ga, vù lên. Không phải đợi. Đấy, giữ vừa vừa thôi. Cao mạnh thế. Giữ vào nó tự lên anh. Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt